có ai muốn đi tè tôm cùng tao không? Tao nữa. Họ là ba anh em siêu nhân, à nhầm, là những người bạn thân của tôi. Việc đi tè tôm này đã thể hiện cho tình đoàn kết của anh em chúng ta. Anh em ta mãi mãi đoàn kết nhá. Thế thôi, mà chờ tí, tao đi rửa tay cái được không? Hồi nãy đi xong, quên rửa mất rồi.